Sau khi chấm lại cổ răng bị khuyết của ba răng số 3, số 4, số 5 hàm trên. Răng bị khuyết là nguyên nhân chính là do yếu tố cơ học, là do mình chải răng sai cách đó. Mình chải ngang đó là nó sẽ bị khuyết cái cổ răng. Nhưng nguyên nhân thứ nhì là do mình ăn uống nhiều thực phẩm mà axit, có tính axit nó cũng làm khuyết cổ răng của mình. Nên mình chải đúng cách là răng hàm trên mình phải chải theo chiều dọc từ trên xuống. Còn răng hàm dưới thì mình phải chải theo chiều dọc từ dưới lên. Rồi, xong rồi. Cảm ơn chú.